đẹp ha. À, xin chào cô chú anh chị, hôm nay là sáng 27 tháng 3. Phía trong mộ thì buổi sáng nhân viên ở Hoa Viên Bình Dương có lấy những cái hoa mà héo á, đem đi bỏ, khách ở đầu giờ thì viếng cũng lai rai lác đác là đông, rất là đông. Cô chú anh chị cũng đến viếng ngày thứ hai, là ngày thứ hai là ngày đầu tuần nên cũng vắng khách, với lại cái thứ hai nữa đây là rất là sáng sớm luôn, hơn chừng có mặt ở nơi đây khoảng lúc 8 giờ sáng rồi để cập nhật thông tin. Thì phía trước bàn thờ của chú thì hiện tại bây giờ lau dọn sạch sẽ, không có thấy cái đồ gì còn ở trên bàn thờ của chú nữa. Hai anh này thì làm cả đêm để đến thắp nhang cho chú, tranh thủ đến thắp nhang cho chú nên cũng mọi người thông cảm, mặc quần xà lõn đồ thắp nhang cho chú. Đây đi cả đêm. Ở bà chị bánh chè hả? Dạ, lên thăm má là ghé đây trước mới lên thăm má. Dạ. Mới vô cô chú sáng lên thứ mấy rồi cô chú? Đầu tiên luôn hả? Mới lên đầu tiên đi tìm từ sáng giờ. Không biết chỗ rồi mới đi hỏi thăm ba bốn chỗ luôn mới chỉ thiệt thì cái đây luôn. Anh đi vòng vòng đây hả? Dạ. Tại lên đây thấy kiếm mừng được là vui rồi. Máy, lên coi má là nhiều nhất mới chạy đây. Lên má thì ghé thăm anh Vũ Linh luôn, ở thương ghê, tấm hình đẹp như vậy. Thôi vậy cho. Dạ. Đi về anh ơi. Dạ, rồi chúc cô chú về. Dạ. Dạ. Bánh chè lên rồi mọi người. Đường này ra lỗ được đó. Dạ không, đường này chạy vô trong, chú phải chạy ngược ra. Quay xe lại người là buổi sáng hơn chừng đến sớm để cập nhật tin tức cho mọi người xem. Sáng thì ở khu này thì rất là nhiều xe tang đến. Khách viếng thì hôm nay đầu giờ sáng thì cũng hơi vắng. Cho em hỏi chưa xây ha? Dạ chưa xây chị.
Cho hỏi là chị gần đây không? Dạ gần. Nhưng bữa nay bữa năm thì tuần nào em cũng đi. Tuần nào chị cũng lên mộ thắp nhang cho chú hả? Bữa hôm qua có công chuyện cái hôm đây cái bữa nay đi. Chị chắc cũng mời cả lường lắm à. Dạ. Có chú á. Tuần nào cũng đi lên thắp nhang cho chú hết á. Hôm qua thì là không có lên đúng không? Thấy chị lên thắp nhang mà thấy chị cũng buồn buồn. Nó ngồi lặng lẽ. Sáng sớm lên là thắp nhang cho chú rồi dạ. Về là mới lo công chuyện. Ngựa đẹp ha, cưỡi ngựa cũng hay quá ha. Cho nó cưỡi ngựa ra bắt đầu chuẩn bị nó làm cái đám đó. Thường thường mà đám lớn là có trống đi trước rồi có ngựa đi theo sau. Mới sáng sớm là chị lên chị thắp nhang trước. Chị ăn sáng chưa? Dạ chưa. Rồi rồi. Thường chú hỏi chưa ăn sáng là lên thắp nhang cho chú đừng, trước rồi hả? Đừng lên. Em bữa nay em nghỉ làm cái buổi. Dạ hả? Làm công nhân hả chị? Dạ. Rồi thôi. Dạ. Bye bye chị nha. Cũng có khách là lại ra đông rồi đó à, khách ái mộ chú đến là viếng cho chú nè. Từ nhà đó dạ sẵn ghé qua thắp nhang cho chú vô linh luôn hả? Không hết đúng không, đứa em nó mê á biết không, nó mê cho nó ổn mã này hả, rồi nó để vô nó đốt nhang. Dạ bộ chú không mê hay gì, nó mê với mình giờ lớn tuổi đâu có mê ca hát gì nữa đâu. Giờ lớn tuổi rồi giờ thì phải giải trí văn nghệ mê ca hát chứ. Hai em này ở phía sau thì cũng lại thắp nhang nè, hôm nay nghỉ nè, làm cả tối nè, lại thắp nhang nè. Không mê cũng mê chú. Chưa ăn sáng luôn phải không? Chưa. Rồi. Chưa kịp mặc quần mặc quần tà lõn rồi luôn, đi chân không luôn, đến viếng mộ chú luôn. Rồi chỉ nãy giờ chỉ tìm quá trời chỉ mới được chạy đến vòng vòng á, chạy vòng vòng á hả? Vòng ở thành phố quen và quá xám thì dạ. Chết lên không được, nó hỏi đi ngang Chánh Phú Hòa mà đón vài tới 1-2 giờ không có. Mà họ cãi rồi nó đi rồi có đó tôi mới tức vô tôi đây coi sao. Ba em ở gần đây nè. Dạ hả? Dạ. Lưu. Chú năm nay mấy mươi rồi? Đâu độ bao nhiêu? Trời con độ chú ha. Ờ. Chú dở cái nón ra con nhìn tóc rồi nhìn tay rồi nhìn râu rồi nhìn răng rồi nhìn khuôn mặt rồi. Bữa cái ngày chôn á ba em ra đứng canh á ngay chợ Vĩnh Lưu nè mà đi đường nào không biết không anh? Khó người độ tôi lắm rồi. Rồi. Để con đón rồi. Chú năm nay phải 80. 88 rồi. 88 rồi. Rồi rồi. Vẫn còn mê chú vô lên. Thôi đi vô vô ảnh trước. Dạ 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 chú vô thắp nhang này chú. 88 rồi. Vẫn đến viếng chú Vũ Linh. Rất là mê chú Vũ Linh luôn. Cái đợt mà chú đi chôn á là canh chú mà rốt cuộc đi đường nào không thấy chú. Bây giờ mới hỏi thăm rồi lên tới mộ viếng mộ cho chú. Rất là cảm ơn chú luôn, cảm ơn cụ ông rồi. 88 cũng còn khỏe ghê, tóc chú thấy cũng còn xanh, sợi xanh sợi trắng chứ chưa có bạc hết luôn. 88 tuổi.
Nay cũng có chị mới vừa chở, chị chở mẹ lên hay gì chị? Rồi cái mẹ lên rồi cũng vô thắp nhang. Ở gần đây hả chị?